Sesudah nangai ngi na yeng chap dam cho mi ni dap kapi yeng ngi na kna yeng ngi ban hien dap nyung ban piyol te tong chumui nung te tong chumui nung dachi nang na bai pi thi bai jang min pri strai pi thi ko ten san pri ten san en jang jang ni kong kong sap bo pi thi thì thế chẳng nói nhiều về chỗ hay chẳng hạn tật ní mà tật chỉ lỏng mà vì tàu ní dương chập đam hiện chỗ đó là em đạp mòn hay giờ cả dương hiện nó thế nào coi trong thời điểm để đạp dương ban chập đam dương trẻ dương hiện vì function này score function này đạp khá dương ban model đối chiếu ban tật so hay là slab ấy khá đáy tại không bị đau nếu nhung làm quen món tiện tôn chúng mình nghĩ đáp nhung bây giờ dương đón tiết chạm đam trên vì chạm đam bị chạm đam start rồi đam một chứng sản phẩm mới cái số tha đồng bây vừa đáp dương trên vì là từ là đồng bây dương một đề vị thi đi giải vị thi không nghĩ đáp quen chứng này chứng đồng bây dương design PT mỗi dương dương chấp đam trên vì nhưng thôi flowchart đi mỗi dương mới tại dương đồng bây dương design PT slab mỗi nó còn người đáp tại dương thơ mình khá nhưng trên chấp đam trên vì cần nọt criteria bỏ material bỏ design option đang tại dương những bây dương design những dương yêu cầu ấy dương cần nọt criteria design sạch sẽ strength bê tông trang đại ấy chúng ta design option tiện tông cho mỗi năng stress lâu bỏ lại chúng ta không phải đạt năng bắt đầu một tiết dương cần nọt à đối đối thép đại chắc dương cần nọt cái từ đây cần nọt strength bê tông ấy hả dương cái chấm đầu import đi ext file cho làm bài model của dương model ấp chấm bạch import đi về cơ bản được người thêm những cái số số về chỉnh chống chống tại cái này kia dương slab dương bọn đấy vì mình click cái lại chọn dương còn ai cũng mà này dương thử import đi edit cho hay chỉ thầm đã phải chọn cái model phải chọn cái thử rồi import đi edit nó mới vì chỉ mới tốt số trên kia chẳng hạn này chẳng à bây dương import đi edit dương mình calibrating file đi edit nó mới thử chỉ mỗi những khnát không phải đảm dương như thử và tôi một tiết dương chấp đam assign level mình thấy như bậc level tam chuẩn là kia dương mình đọc chuẩn chẳng như bậc cao đọc chuẩn những thứ vậy nhưng bậc cao phía anh ấy những ai bậc cao buồn là import đi ai file chuẩn của bạn nói xa bộ bây giờ import file đi ai nhưng thật đằng thà tại giờ import vô file đi ai nó đã là chuẩn mùi nè chẳng nói gì bậc cao này muốn gặp bạn này chẳng bắt đầu thì những thứ anh ấy những chấp đam anh muốn đeo bài này đèn sạc chờ dương mình so mình thân mình slab mình chiang ngay dương tới và tôi bây giờ một đèn hai dương ai anh ấy dùng một đèn sạc chờ sẵn và tôi mặc tiếp dương theo load balancing cô download balancing thì dương theo làm bài cái dương làm bài đằng này dương cụ cạp mà với dương một đèn sạc chờ rồi làm mình đi hết theo làm một đèn thèn đàn tiền tận này nhưng dương theo load balancing thì làm lại dương theo lúc đi mình sẵn cạp chứ cả bỏ dương nó thật là màn bông chứ không không mà bẻ là mỗi strip là mỗi thứ và tôi một tiết bây giờ đang cao với những nhập làm cù cả vậy để cù cả những thứ được cầm nạp protein bỏ cam được cầm nạp bê tông đáy đáy mình gọi là strain ấy đây thì dương nó thành profile lớn mà anh dương dầu bẹt long thơm view của mà anh long thơm lô sư view của anh những thứ dầu đạp cái cầm nọt trong cái dương chuỗi đạp trên hai tiết tự nhiên mình cầm nọt sign load dương bậc cao load pattern thì sign load từ lơ slab dương hiện tơ dương sign load dương mày dương mày dương mình chấp làm chỗ analysis analysis option ấy dương mình anh miền analysis cut vibration out analysis crack and crack mình option trong đó là dương hai tiết và tổng một dương chạy analysis result lại dương analysis ấy. Chúng nó phải để dương chạy analysis result, nhưng analysis hay phải chúng ta chạy bằng pi sẵn.
ទីមួយថាយើងត្រូវ verify ថា flash deflection ជាប់អត់ទី2អាច verify vibration បានជាប់អត់ទៀតចឹងណានៅពេលដែលយើង verify ពីនឹងជាប់ហើយចាំយើងតទៅ step mod design section មកដល់ចឹងចាប់ពី atrol support line គឺចូលដល់ part ទី2ដែលយើងត្រូវ design section វាចឹងនៅពេល design section ត្បូងឡើយគឺយើងត្រូវនេះតមកយើងត្រង់យើងគូ support lineline នេះខ្ញុំបង្ហាញយើងក្រោយនេះតិចsupport line នេះគឺជាគេហៅជា line មួយដើម្បីកំណត់ទីតាំង support ឲ្យវាត្រូវបញ្ជូនលោកតណាអញ្ចឹងចុះអននេះគេហៅ support line ជាគូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងកំណត់ support line នេះខ្ញុំយើងស្គាល់ថាជាគូមួយឲ្យមិនទៀតបន្តមកទៀត generate section to be designed ទៅហើយ generate section to be designed តាមយើងគូ support line ហើយយើងអាច generate នេះមានយើង generate section អីចឹងដើម្បីឲ្យវាចែកជា strip ឲ្យយើងព្រោះយើង design តាម strip method អីចឹងយើងចែកបានជា strip ចេះមក strip មក strip នេះតើបន្តមកទៀតយើងចែក strip មកយើងកំណត់បាន strip យើងដឹងថា section វាហៅ design ទៅជាទៅ key long frame អញ្ចឹងវាយកវាដឹងថា section ទៅប៉ុន្មានវាអាចយកមក design section បានអីចឹងអញ្ចឹងវាចាប់តាមទៀងទាត់ដល់ពេលយើង design យើងត្រូវទៀងទាត់ stress យើងទៀងទាត់ pillar A pillar A នេះវាកាន់ណៃតែយើងពេលខ្លះយើងអាចមកទៀងទាត់ហើយយើងប្រើដៃយកហ្មងក៏បានអញ្ចឹងតោះមកទៀតយើងមាន cracking control cracking control នេះកាលណាយើង design ជា crack section PT ក៏យើងអាច design ជា crack section បានដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងអត់បើយើងយើង design ជា uncrack ជាងយើងមិនបាច់ cracking control យើងមិនទោះតែ stress នេះអត់ទៅលាក់ទៅវាត្រូវតែអត់មាន crack ហើយអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតយើង design នេះនៅលក្ខខណ្ឌ3នេះគឺនៅ survey ហើយ survey វាមាននេះនៅពេល analyze យើងឆែក2ហើយតើបើយើង design យើងឆែក3លក្ខខណ្ឌនេះទៀតបន្តមកទៀតអាអ្នក functional design punching sheet design នេះគឺវាចូលដល់ ultimate ហ្នឹងអញ្ចឹងអា functional design នេះតើតោងជាមួយនឹងមុំមងអញ្ចឹងយើង design ទុកមួយមុំមង punching sheet នេះទុក design ទុក C អញ្ចឹងទៅបន្តអានេះយើងអាចស្ទើរតែយើង design នៅក្នុងនេះដាក់បានទេអបិយើង design យើងអាចឲ្យវា generate ឬបានឲ្យទៀត calculate ឬបានថាបើថាយើងទីបន្ទាប់អស់នេះជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងជាងយើងអាច calculate ឬបានថាទោះជា moment ជាប់កន្លែងខ្លះក៏វាត្រូវការដែរទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែចុច generate ឬបានកូនដាក់ដែរណាខ្លះហើយយើងអាចទៅប្រៀបធៀបដែរនឹងជាមួយនឹងដែរដែលយើងដាក់នៅដែលយើងគណនាតាម code ឲ្យទៀតហ្នឹងទៅនឹងមួយទៀតទៅតាម investigation នេះអានេះមិនប្រកាសថាយើង tool នេះមិនតែប្រកាសថាយើងត្រូវតាប្រើវារហូតទេតែមានតែតែយើង design ទៅតាមតែចូល investigation នេះ investigation នេះយើងប្រើនៅពេលដែលនេះតែតាម visual design នេះវាធ្លាក់មិនថាយើង design ទៅយើងដាក់ការប៉ុណ្ណឹងមក stress ជាប់ PLA ជាប់ឲ្យអស់ punching ជាប់អស់តែធ្លាក់ movement capacityអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ដាក់ការថែមទេអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ដៃថែមយើងចុច investigate យើងគូសដៃចូលទៅលើក្នុងឯកសារនេះទៅហើយយើងចុច investigation នេះទៅអញ្ចឹងយើងនឹងថែវាជាប់វិញអត់អញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងដល់ពេលអាប៉ខៀវអស់នេះគឺមានន័យថាមិនខ្ញុំដាក់ដើម្បីមានអស់នេះគឺយើងអត់ចូលក្នុងឯកសារវិញយើងមក verify ដៃខ្លួនឯងក្រៅពីនេះខ្លួនឯងក្រៅទៀតណាដូចជា verify ballistic force នេះអត់ដល់ឯក្បាលកាបអញ្ចឹងយើងអាច verify វាយើងអាច design តែក្បាលកាបហ្នឹងប្រមាណខ្លួនឯងនឹងប្រើបាននេះទី2ទៀតយើង design additional non precision reinforcement ដូចជាដៃ top bar បឋម bar string cage អីចឹងនេះយើង design យើងមើលតាម code ដាក់ហ្មងនេះហើយនឹងមាន additional reinforcement សេទៀតដូចជាដៃ corner ដៃ opening អីតិចតួចទៀតចឹងទៅតែនេះយើង
vì bà lý việc tệ tông bị chân cho mỗi cột nhưng mà cột đã cho món có bán cho bạn đi dài nhảy tam công lăng này.